Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, đầu tuần, ngày 19 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay nhà thầu đã thi công xong phần tráng bê tông khoảng 65 mét vuông sân trước phòng khám do gia đình cô Trần Thị Chiên tài trợ. Nhân dịp này, nhà thầu cũng triển khai thi công tiếp lối đi xuống khu vực nhà vệ sinh để cho bệnh nhân đi lại dễ dàng, thuận tiện, sạch sẽ vào mùa mưa. Truyền thông Thành Võ cảm ơn gia đình cô Trần Thị Chiên đã thể hiện tấm lòng bác ái, đã làm mát lòng mọi người, nhất là bệnh nhân nơi đây. Hôm nay, phòng của y sĩ La Thị Tứ Mai có rất nhiều bệnh nhân đến châm cứu, bấm huyệt. Tổng số 7 giường bệnh đã hết chỗ. Nhiều bệnh nhân phải ngồi đợi bên ngoài để chờ đến lượt. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy tiếp nhận nhiều bệnh nhân, trong đó có một ca đến từ Vũng Liêm, Vĩnh Long. Bệnh nhân là Võ Phạm Thiên Phúc, 31 tuổi, u ác đường mật ngoài gan, di căn ổ bụng. Tình trạng bệnh nhân rất yếu, đi lại khó khăn, phải có hai người giúp đỡ. Mặt em lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, đau quặn ổ bụng. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã đến khám tại phòng khám của thầy Võ Duy Tiến để được kiểm tra và tư vấn hướng dẫn cách ăn uống, nghỉ dưỡng để làm giảm đau vết thương. Anh Võ Phạm Hồ Đăng, anh trai của bệnh nhân Võ Phạm Thiên Phúc tâm sự. Em là tên Đăng, Võ Phạm Hồ Đăng, anh trai từ Vĩnh Long, Vĩnh Liêm, Vĩnh Long tới. Em có thể cho biết là em trai á, cái triệu chứng như thế nào, cái bệnh tình ra sao nữa, bệnh sao? Là đau bụng thường xuyên á, đau bụng đau dữ dội á, đau thường xuyên mà bác sĩ bây giờ không chữa nữa. Tức là mình đi bệnh viện nào và triệu chứng khám kết quả ra sao? Bệnh viện Bình Dân ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mà khám là u ác tính đường mật ngoài gan. Bây giờ bác sĩ điều trị không hiệu quả. Thưa chú có thể cho biết họ tên với từ đâu đến không chú? Chú Nguyễn Văn Tâm ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Long, huyện Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tình trạng bệnh của chú sao? Chú bị ung thư phổi này thời kỳ cuối rồi, bác sĩ kêu vô quá chất mà giờ không có tiền, nghèo quá rồi, giờ đi chơi tị này 2 năm rồi hết tiền, cạn kiệt kinh tế rồi, giờ nghe thầy thấy trên mạng thấy thầy Tường nào cha Tường á, rồi mới vội vã đi qua đây, qua đây để nhờ các y bác sĩ đây với các thầy nhiệt tình cứu chữa dùm cho hết em về sống với vợ với con. Cái bệnh của chú là ban đầu nó biểu hiện như thế nào và đến điểm này nó biểu hiện ra sao Ban đầu té xe cái đầu nó mới đi chụp hình, cái phổi nó lem lem, cái đi vô trung tâm ung bướu chụp cắt lớp thì nó lòi ra khối u 12 đi tư, xong cái rồi đi thử máu á, thử máu và cho bác sĩ nó có đèn đột biến cái chỗ uống thuốc, uống nhắm đúng đích, sử dụng thuốc nhắm đúng đích đó, thời gian cái thuốc nó bị kháng thuốc á, cái nó bệnh trở lại không hay, cái nó qua tới thời kỳ cuối luôn, thấy mệt quá rồi bệnh viện chụp CT cắt lớp trở lại thì nó qua tới thời kỳ cuối rồi đó, rồi giờ hết tiền không có tiền khả năng trị rồi mới đi đi qua đây nhờ các thầy rồi các sư với nhiệt tình giúp đỡ giùm cho mau hết bệnh về sống với vợ với con. Chú nghe bên này, nghe đồn thông tin bên này sao chú? Thì nghe nói coi trên mạng á, thấy coi ghiền luôn, coi tin YouTube á, coi không muốn ăn cơm luôn á, coi hoài, thấy ai cũng hết bệnh rồi, ra viện xuất viện ra mười mấy người, 20 người, thấy ham quá mừng quá, rồi đi tranh thủ đi ghét qua đây đặng rồi nhờ bác y đội bác sĩ bên đây đặng nhiệt tình cứu chữa.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.
cha ơi.